Chúng nó bắt đầu. Ván đầu tiên thì anh hợi với vợ sẽ là người phá bóng. Kèm thêm phần thưởng là 5 tấn thóc nữa đấy. Căng lắm. Ai? À. Phá rất tốt, một pha phá của anh Hợi ế vợ. Thái Nguyên thắng à? Đánh quá chất lượng, quá đẳng cấp của anh Dũng Thái Nguyên.
Thank you.
Dành ra báo. Có bàn chưa? Tiếp theo trên bàn số 5, Sơn Thường Tín gặp Dành A Báo. Thôi, đánh đi, không kịp. Tiếp theo trên bàn số 5, Sơn Thường Tín gặp Dành A Báo. 7-1. Tiếp theo trên bàn số 6, Trung Tử Đơn gặp Tam Bát Cửu, 8-2. Tam Bát Cửu gặp Trung Tử Đơn trên bàn số 6. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Tôi vừa nãy phải chạy ra ngoài xử lý đi công việc. Bây giờ quay trở lại thì tỷ số đã là 3-0 nghiêng về anh Dũng Thái Nguyên rồi. Bàn 6 em ơi. À, Dành A Báo đánh bàn 5. Alo. Vâng ạ. Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Đang làm giải ai đấy? Đang giải Thái Nguyên đây. Tôi đăng lên Facebook bao nhiêu ngày tháng đóng rần rộ giờ vẫn hỏi sao có giải không báo, đùa chán đời. Thế này thì thế thôi nhá, anh đang mượn livestream nhá, đang livestream nhá. Thắng à? Hay quá. Rồi. Thực ra là hơi bận thì công tác là sao, anh em cứ comment cái gì nhỉ? Tôi chưa cập nhật được cái tình huống nó như nào. Nhưng mà đây là cái giải nghiệp dư, anh em cứ chê gì thì anh em phải cổ vũ cho các cơ thủ, cứ chê gì nhỉ? Đùa chán thật. Không có tinh thần thể thao thể thức gì. Anh em nào mà chê kém thì tôi cứ cập nhật cái Facebook hợp cơ biến hack của tôi liên tục tổ chức và đăng tải các giải đấu nghiệp dư cũng như giải chuyên nghiệp trên toàn quốc. Anh em nào thích thể hiện thì hãy cứ đăng ký giải của tôi để thể hiện mình cũng như là giật được những cái phần thưởng của giải đấu. Giải nghiệp dư thì nhất cũng khoảng 20-30 tấn thóc thôi, cũng không được đáng bao nhiêu cả. Các ông cứ bấm cái im lặng đi em.
anh em mình ngoài ngoài bốc phét thì nhìn thế nào chả đơn giản, cứ vào bàn thi đấu mới biết, đăng ký giải đánh giải đi mới cảm nhận được cái cảm giác tâm lý đúng không nào. Lúc ấy cầm gậy có phải như cầm cái gậy bình thường đâu, cầm gậy như cầm cái sáo beng, cầm gậy như cầm cái sáo beng, các ông cứ hay ho. Tôi mẹ sợ các ông mẹ vào đánh giải các ông mẹ tê cái con đái cả ra quần, mẹ đái quần lúc nào không biết. Đang kêu âm mỹ từ nãy giờ người ta vẫn hỏi. Trung tử đơn với cái tam bát kiểu đâu nhở? Trung tử đơn có mặt chưa? Tam bát kiểu đi đâu rồi? Rất tốt, sau một hồi ngâm tôm và nghĩ ngợi thì cuối cùng anh hợi ế vợ này cũng gọi từ nãy giờ bắn 6 đánh đê gặp Trung tử đơn 8-2 đùa 2-3 à quên sorry 1-3 cho anh dân ca quan họ Bắc Linh. Bây giờ anh mới hát được một câu ca đầu tiên, chúng ta cùng bão lai cổ vũ để cho anh hợi anh ấy cất ca bài dân ca quan họ Bắc Linh như nào. Đánh game hay đánh độ nó khác hoàn toàn với đánh giải, các ông hiểu không? Các ông cứ đăng ký đi đánh giải đi rồi mới hiểu được cái đánh giải nó như thế nào. Rồi, anh Hợi này thì anh em Bắc Linh thì hãy cố gắng động viên anh và giới thiệu anh, động viên anh để anh lấy vợ đi. Chứ bây giờ là cũng có tuổi rồi mà... cũng chưa một mảnh tình bắt vai. Tôi cũng ạ thanh niên này, mình cũng rất quan ngại cho cái thanh niên Hợi Từ Sơn này. Là mỗi ông bổ tôi quả sẻ là anh em Thái Nguyên đâu hết rồi. Găng thép Thái Nguyên comment tôi sự 20 đây xem nào. Còn anh em Bắc Linh comment cho tôi cái 99 đến đây xem nào. Một ba, bây giờ anh Hợi bắt đầu mới đánh đây. Vẫn một màn ngâm tôm quen thuộc của anh Hợi Bắc Linh. Rồi, một pha thuấn gậy quen thuộc, anh này thuấn gậy như thuấn cua ấy. Ngày xưa chắc là thuấn cua, ngày xưa chắc thuấn cua là chuyên nghiệp lắm ấy. À rồi, anh nhường rồi. Nhường thì nhường luôn, còn ra thuấn một lúc trong cái đầu mới nhường nữa. Ok, Đoàn Tiến comment tất cả anh em trong comment loạn sinh ngậu luôn đi. Đúng rồi. Hay quá nhỉ, Nguyễn Thùy Trang quê ở Thái Bình à? À cùng cùng quê tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành với tôi à. Nó có quả avatar lại chống mông một khán giả đấy kia. Đùa. Hay quá nhỉ, một pha cần điều của anh Hợi Bắc Linh. Bây giờ tình hình đang đầu lắm, đang căng thẳng bởi vì giải này nó toàn cao thủ, đánh nó hơi lâu, chất lượng nó cao. Chắc phải 9 giờ. Rồi, một pha chạy đạn sinh viên của anh Dũng Thái Nguyên và biến thành một pha truyền bóng cho đội bạn. Bây giờ cái bi nó còn nhiều này thì cứ truyền bóng đẹp vào cho đối thủ ăn vợ thì tí ta lại nhặt shot. Chiến thuật đề ra rồi. Hoang Tu Si Tinh. Bây giờ là vòng 1:16 rồi, thông tin của vòng đấu đang đầy đủ hiển thị ở trên màn hình của các bạn. Thì Trang vừa nãy thằng Dũng Thái Bình nó mới đánh xong, không chịu khó theo dõi gì cả. Hoang Tù
Si Tinh. Chia sẻ video chưa? Chia sẻ video đây. Nó. À, em tránh cái camera. Thôi đi 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 ra ngoài, chỗ này chật lắm, đi ra đi lại quẩy ba suốt ngày. Đây ngồi đây này, đây ngồi đây. Đây. Nguyễn Đăng Trung. Anh Hợi gãy đàn này nổi tiếng lắm. Hôm nay có cả anh Tam Bắc Linh đang đánh cái bàn trong góc mà. Ui giời, Bắc Linh nhiều tài năng lắm. Dân ca quán họ Bắc Linh không phải đùa đâu. Nam Định thì giải này lại không có ai rồi. Anh Trần Xuân Hiếu ạ. Rất chính xác. Rồi, bây giờ sẽ là màn trình diễn của anh Hợi ế vợ. Tí nữa, Nguyễn Thủy Trà. Nguyễn Tiến Minh đầy Thanh Hóa, đầy cao thủ. Vâng, một pha chạy đạn chiến thuật của anh Hợi Bắc Linh rất chi tiết. Chạy đạn chiến thuật rồi. Ok nhá. Hoàng Tu nhá. Sau một hồi thuấn cua thì anh đã thuấn trượt cho con rắn. Không thuấn được con cua nào. Nguyễn Đăng Trung, tao được xếp hạng B cộng. Hay quá giờ mẹ, thằng này có khi giật giải khá thật. Thằng bao nhiêu ấy? Ai thắng ấy? Bao nhiêu ấy? Kinh quá nhờ. Trận nào cũng 5-4, thằng này khá thật. Rồi, vẫn là một thế bi cờ tướng của hai cơ thủ. Ôi. Rồi, ok nhá, hang nghe nhá. Quên ấy, chưa nhỏ thuốc. Bàn trống nhưng mà bây giờ vòng này thì cũng chờ rồi. Ok, ra quý anh em bổ xẻ quả xẻ thoải mái đây.
Đây, suốt ngày ngồi live stream giãn mắt vào máy tính điện thoại rồi. Mắt tuét cho em rồi. Hỏng hết mắt. Vất vả lắm, sung sướng gì đâu. Rồi, phơi hàng rồi, cơ hội cho Dũng Thái Nguyên. Cái gì đấy, Nguyễn Thùy Trang. Lê Đức Nhật là như nào? Tôi chưa hiểu. Chưa hiểu cái câu nói là không ai bốc phét, không ai dễ nghe là như nào, hơi lòng ngoằng nhỉ. Tôi đang bận bao nhiêu công việc đây, comment nhảy chóe loẹ liên tục làm sao mà tôi cập nhật hết được. Tỷ số được nâng lên 4-1 cho anh Dũng Thái Nguyên. Đến tranh vào tứ kết rồi. Nguyễn Thùy Trang này còn nhìn đã có cái avatar, cái chổng bông khán giả thế nhờ. Hay Đức Nhật. Cứ đánh đi. À thiếu bếp à? Khá quá nhờ. 4-1 rồi. Còn cơ hội nào cho anh Hợi Bắc Linh không? Anh em Bắc Linh đâu rồi? Cổ vũ mạnh lên cho anh Hợi. Nhưng mà cái cổ vũ xịt như này thì làm sao mà thi đấu được. Ông bổ tôi quả xẻ rồi. Comment bão này bão chim rực rỡ lên như. Em bây giờ còn gọi cái bánh mì như lúc sáng không? À hai cái à? Để anh gạ thằng nào nó ăn thêm một cái nữa. Bánh mì. Ờ à, gọi hai cái bánh mì, một quả ớt không? À một cái của anh không ớt. Hiệp Hải Dương Giàng A Báo đang đánh các bạn trong góc. Hay quá nhở, rất chính xác. Đây là tài năng trẻ mới khai quật được của quê hương Gang Thép. À, anh này tên là Dũng Công Tử. Cố vớ. Nguyễn Thùy Trang chắc là thích Dũng Thái Bình rồi. Mẹ nó có vợ con lớn tồ rồi. Cứ suốt ngày anh Dũng Thái Bình khổ tật.
Nó đang đánh ở bàn trong góc. Mỗi người live stream một trận như live stream nhiều thế. Mỗi người lên sóng tí chứ. Bùi Thắng, anh có mẹ mày lát như mày đâu mà ăn nhiều ớt. Thắng chim sẻ Nam Định. Rồi, anh này anh quay sổ số 2992 đây. Báo idol đang đánh bàn trong góc nhá. Anh Hợi này bảo là cái duyên nó chưa đến thôi, chứ còn nhà anh cũng không thiếu, không có gì ngoài tiền. Thiếu gia ở Từ Sơn mà. Thằng Dương Văn Phương nó lại vào vòng nữa. Hả? Hay quá, giờ một pha cộng và đó là cực kỳ chính xác của anh Hợi Từ Sơn. Có một màn bật tôm của anh Hợi Từ Sơn không? 2-4. Ok, mỗi quê em à. Anh cũng quê hương tay gậy tay vị khắp nơi tung hoành đấy. Anh thái lọ xịn đấy. Chạy chạy suối. Không lạnh đi. Ờ chứ. Đánh rồi. Ai? Ai? Tôi ấy đấy, tôi ở huyện Thái Nọ đấy, tỉnh Thái Trai. Hả? Thắng rồi á? Ờ. 76 rồi. Đánh luôn, đánh luôn đấy, đánh luôn. Phân luôn, phân luôn. Ui giời, giờ nhà bao việc tối rồi. Ờ, bao việc luôn. À, Đông Hưng ở học trường Bắc Đông Quan hay học Tiên Hưng đấy. Ờ, bởi ai? Quá chính xác, một pha đánh con bi cửa lỗ phải nói là cực kỳ chính xác của anh Hợi Bắc Linh. Trời ơi. Đó, xả đạn chiến thuật rồi. Tình hình hai ông này đánh cái này có khi phải mẹ nó đến tận 10 giờ tối của tôi xong giải mới đi được ăn nhậu đây. Tình hình cứ đi bắt đùi với cả chạy đạn này. Vậy nên xe là phóng như dành báo luôn như... Đùa, chán thật.
Thôi không sao, đằng nào chúng ta trả chơi hết đêm nay. À, thấy Hải Dương nó thua mà. À. Gặp bê mà. Không, ngày xưa có cái áo cháo lòng thì gọi là hợi cháo lòng, nhưng bây giờ không mặc áo cháo lòng rồi, giờ nó nhìn đẳng cấp rồi. Rồi, cơ hội rồi, thế bị mở rồi. Một pha chạy đạn, đuôi chưa? Đuôi luôn, quá hay luôn của anh Hợi Bắc Linh. Tuyệt vời. À không, à, anh Dũng Thanh Nguyên lại chạy đạn lại rồi. Trận đấu rất căng thẳng, hai cầu thủ đang phải nói là rất áp lực, rất tâm lý. Chè Thái gái Tuyên lên đây thì chè Thái thì tôi cũng chưa được cái hớp nào, nhưng mà gái thì gái Tuyên thì tôi càng chưa được nhìn. Tầm này mấy ông tê này mà có mấy em gái xinh tươi vào đấy nữa thì các ông chắc còn cóng dại người thôi. Gần được. Tôi đã bảo là giải nghiệp dư các ông ít chê, các ông cổ vũ mạnh lên, cổ vũ các cầu thủ mạnh lên. Rất tuyệt vời, liên tục là những cái pha chạy đạn chiến thuật của hai cầu thủ. Bao giờ về để thật ngon tận cửa lỗ vào mới ăn, nhưng còn nếu mà nó cách xa là vẫn phải chạy đạn. Bùi Thắng, Dũng Tây Bình nó vẫn đang đánh ở bàn bên cạnh kìa, nó đang tranh vào tứ kết kìa. Có vẻ như mày đâu, thằng chim sẻ lom rom suốt ngày quanh quẩn. Hay thế nhở? Một đường điều phải nói rất hay của anh Dũng Thái Nguyên. Chính xác Hoàng Viễn. Thực ra nhiều con bi tôi cũng không muốn giải thích nhiều với anh em. Nhiều anh em là nói thật là cũng chắc cũng không hiểu gì về bia lắm, thành ra cũng cứ toàn phát biểu liều. Con đấy nó thẳng tắp ở lỗ tít. Ông đẩy hãm được kiểu gì không, lại quẳng cái lại toi chó, buộc phải đục để cắm cái lại ở đấy, mà đục cái côn băng nó quá khó. Nguyễn Thủy Trang. Kính á, bây giờ kính thì phải kính như nào, mà kính của em thì chắc là quá ok rồi, quá ngon rồi. Kinh thắng chim sẻ. Rồi, cơ hội cho Dũng Thái Nguyên rồi. Ôi giời, một pha điều phải nói là như một cánh diều luôn của anh Dũng Thái Nguyên. Tôi cũng chưa hiểu anh điều cái đường gì. Rào cái thế bì nó gọi là ngang phè phè. Trái ngang cuộc tình của Dương Ngọc Thái. Anh có ca được bài này không? Hay là để anh Hợi anh hát các quan họ đây. Ui giời, không được rồi. Trái ngang cuộc tình và anh quyết định chia tay luôn. Không níu kéo.
Nếu mà anh không hát được quan họ, khả năng anh có thể chuyển sang anh nhảy disco cũng được. Trời ơi, một pha chèo thuyền cãi đi đâu. Ui ta. Không được rồi, cơ hội sao lại cho anh Dũng Thái Nguyên. Một chàng trai của quê hương gang thép. Khá quá nhở. Nguyễn Thủy Tràng. Khá tật. Ui giời ơi. Lâm mai cho Dũng Thái Nguyên. Ý thì củ lắc lỗ. Hôm nay xong luôn. Kể cả đánh đến 12 giờ đêm cũng vô cái thằng Bùi Thắng. Sinh lý thì yếu, mẹ gái thì to còn quả bong, cứ tinh gặp gái tinh tướng. Lại vào hot hot hot. Cứ đúng không à, Phạm Thế An. Mẹ Thắng chim sẻ Nam Định. Sợ vợ mà nói nó nổi tiếng mẹ nhất cả ba tỉnh luôn, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình luôn. Vợ ho cái xoắn hết cả đái và cũng ra ngoài gái cũng hot. Anh chạy à? Rồi, ok, Phùng Quý. Phạm Thế à? Anh bảo cái thằng Thắng chim nhỏ. Sinh lý thì yếu, sợ vợ nhất Nam Định. Cũng ra lên đây bì ba bì bô, thấy gái cũng tớt lên. Hả? Cái gì? Thay á? Thay vào đấy gì? À mà thôi, mẹ đánh hai trận rồi. Thôi, điền. Không, không hai trận rồi. Hai trận này. Vậy tí này biết nhiều không? Bùi Thắng gớm nhỉ. Bùi Thắng nói bé thôi không mẹ, vợ nên mà đọc được thì cẩn thận đấy. Ba lăm.
Ok nhá, cậu Út họ Ngô nhá. Ok, xong rồi tối chương trình tối em nhá. Hay quá nhỉ, Dũng Thái Nguyên cũng là một cái cơ thủ rất là cứng cựa đấy. Không phải đơn giản đâu. Rất tốt. Thế bị mở rồi, rất thoáng cơ hội cho anh Dũng Thái Nguyên nâng cao tỷ số. Không biết được, nhưng mà bánh mì ngon lắm. Hay thế nhở. Má đẹp rồi. Tài năng trẻ đến từ Thái Nguyên. Hoàng đánh rất tự tin. Anh này cũng nhìn đâu. Lối đánh mà nói là rất điềm đạm. Chắc chắn. Khá quá nhỉ. 6-3 cho Dũng Thái Nguyên. Rất tốt. Sáu ba nghiêng về Dũng Thái Nguyên. Rất áp lực, rất căng thẳng.
Thịnh Du Lô bảo đi đâu đăng ký giải xong rồi không có mặt, đùa chán đời thật. Thịnh Lô Du với cả Du Lô đấy. Không giao lưu anh em gì, chán không. Ôi rồi ông Dũng Thái Nguyên này ông đánh như lâm sung giáo đầu luôn kìa, oanh khiết khiếp tật. Tứ kết. Một pha chạy đạn rất kín kín của anh Hợi. Đây là bài của con, Dũng Thái Bình đang đánh ba bên cạnh. Rất áp lực, rất căng thẳng. Cũng bình thường thôi. Sời, Thu Hòa. Thu Hòa có thích anh Hợi không để mình giới thiệu cho. Một chàng trai đến từ Từ Sơn, Bắc Linh. Rất đẹp trai và đặc biệt là rất nhát gái. Ba mươi mấy tuổi đầu chưa một mảnh tình bắt vai. Đến bây giờ anh vẫn cu vẫn còn đơn. Vẫn cu đơn. Đây một cái của anh còn một cái của anh này. Anh đội mũ đây. Bùi Quang Hùng, anh Lãng Đãng Công Tử thì không được tham dự cái giải nghiệp dư này. Thì trình độ của anh ấy là trình độ cao rồi. Một pha điều cộng 8998 rất chi tiết của anh Dũng Thái Nguyên. Mẹ chó ớt thì ăn làm sao được. Mày gọi đổi đi. Đổi vào đổi đi. À, đã dặn đi dặn lại không ớt rồi.
Thôi được rồi, ăn tạm, cay thì bỏ vậy. Rồi anh em xem chay vậy nhá. Tôi làm cái bánh mì đã, ăn giờ mới ăn trưa đây. Đây, cho anh luôn non coca lạnh đây. Để cho nó đỡ cay đây. Cho anh non coca đây. Tôi ăn miếng bánh mì đã.